What are you doing? Wow, Reaper. Mình sẽ xem ngày trước. Cái này nó có cái rocket, có cái kia nó hay. Để cho các bạn đổi game này như nào thì mình chơi chơi thường á. Game này thường chơi chơi rất trẻ. Họ đều là những người chơi rất trẻ, của Lightning kìa. Thường thường họ sẽ ít tuổi hơn mình. Mình đã khảo sát rồi, gần như là toàn được khoảng 13, 15, 16, tầm khoảng 20 là cao. Icon mới đẹp, người đẹp, rocket này cũng đẹp này. Những người chơi này tầm khoảng 16 bạn. Ơi, 6 rồi đấy các bạn. Sự kiện này rất khó công. Có cách không? Không được. Rồi, Pinfiner rất bất tĩnh. Mình thấy học ông Pinfiner để đánh cái bánh phần Pinfiner. Lock. Nice. Không bắn được bên nào luôn, phản. Ôi. Hello, ok không? Không chết. Hay quá. Mình đang chơi XQN, mình sẽ sang XQN rồi. Vì vậy là mình ngày hôm nay mình xem ông này đánh thật quân như thế nào hợp lý. Đây ở đây là Lightning ở trên mà cũng rất là khó thắng. Ôi, lại cũng gặp Bichu Pekka đó mà. Hóc có một tầm 3 đập nữa, 4 đập nữa thì bắt đầu mới chơi cycle. Còn chơi quả này thôi được. Ui. Lightning luôn rồi, Lightning luôn này. Đừng Lightning. Hóc đấy, chuyển hóc đúng rồi, nó không thể Lightning được. Ờ, thật đi. Mình nhảy vãi trưởng. À, 4 spell luôn. Mình nhảy. Ok, maybe try again. Think so. Maki, Tornado, Masok, Minimka, don't worry. Lock, Icy Grease, Diffuse in the Dragon. Tầm 11 giờ mình sẽ nghỉ, mình sẽ làm clip cho ngày mai. I'm new here, do you speak all the player only? Okay, that's the time for Tick Royal and Happy New. Happy New! Hello, hello. I think it's for sure trolling us and they are slick hook for Royal. Thực ra là mình có thấy là những cái bản update kia chúng ta không thể thấy. Ui, rocket à. Mình có thích biết cái rocket. Đang công đi. Hai form Amani, Amani. Yeah. Okay, let's last rocket. Okay.
cho phép một người vãi. Cái con goblin ngồi này. Tôi lên. Keeper. Hawaii Final Global. Yo. Cái gì kia? Con goblin. Con goblin nữa. Xin bắt xe làm như vậy thì dễ leo hơn. Đang dễ leo hơn. Thế đánh tất tủ nữa. Nếu mà mọi người đánh không tốt là tủ. I think this game was a bit. You got scam. Đấy, mấy ông mất ngành vào đây nói chuyện không vui. Cho mình không biết tiếng Anh là còn bị chấm đó từ tùm lum lên tùm lum. You cannot drop an arena so people cannot smell and you cannot drop off. Wow, nice to know. Anyone said we couldn't lose any trophy in this arena with Amazon and 7. Thực ra thì mình cũng kéo hiểu chẳng là gì là tại sao mấy lão kia là mấy lão làm cái Supercell thì những tin như vậy thì cũng nhưng mà gần như là khi mà các mọi thứ đều diễn ra bây giờ thì hiện tại là mọi thứ đều là nó ha!
Thank you.